Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Từ chiều mai, bão Trà My gây mưa lớn cho các tỉnh Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bão Trà My, từ chiều mai 26 tháng 10, các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn. Trưa nay, 25 tháng 10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ chiều qua đến sáng nay, bão Trà My, bão số 6, di chuyển tương đối ổn định với tốc độ nhanh 15-20 km/h, tâm hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ông Lâm cho biết, các diễn biến tiếp theo cho thấy, trong khoảng 24-48 giờ tới, cường độ bão còn mạnh lên, cường độ cực đại khi bão ở trên phía đông quần đảo Hoàng Sa có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 13-14. Cũng theo ông Lâm, hiện có hai kịch bản đang xảy ra với bão Trà My. Kịch bản thứ nhất, khoảng 60%, là khi bão vào đến khu vực quần đảo Hoàng Sa và có xu hướng di chuyển chậm lại. Cường độ yếu dần do bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đẩy bão xuống phía Nam. Sau đó, bão Trà My có khả năng suy yếu còn khoảng cấp 7, cấp 8, di chuyển ra phía ngoài và duy trì tương đối lâu, dẫn đến khu vực giữa và Nam Biển Đông, hình thành một dải hội tụ nhiệt đới gây mưa kéo dài cho khu vực Trung Bộ. Kịch bản thứ hai ít khả năng hơn, khoảng 30%. Khi bão vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, dù suy yếu do ảnh hưởng bộ phận không khí lạnh, nhưng bão vẫn tiếp tục di chuyển vào bờ và suy yếu trên khu vực đất liền của Việt Nam. Ông Lâm nhấn mạnh, cả hai kịch bản đều dẫn đến mưa lớn tại Trung Trung Bộ. Theo đó, từ khoảng chiều 26 tháng 10, các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to. Trọng tâm mưa sẽ rơi vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Quảng Nam. Lượng mưa phổ biến từ 300-500mm trong vòng 3 ngày. Với lượng mưa như trên trong thời gian ngắn, cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Cùng với đó là hiện tượng ngập úng tại các đô thị. Mực nước sông và hồ chứa trong khu vực Trung Trung Bộ sẽ tăng cao trong những ngày tới. Mưa lớn ở Trung Bộ và gió mạnh, sóng lớn trên biển, người dân chủ động ứng phó bão số 6. Sáng ngày 25 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 6. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành chủ trì cuộc họp. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Vũ Xuân Thành nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương đã có sự chuẩn bị tốt cho bão số 6. Theo dự đoán của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, bão sẽ gây gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn ở miền Trung. Để giảm thiểu thiệt hại, các đơn vị ven biển miền Trung cần nghiêm túc thực hiện công điện số 110/CD-TTG ngày 24 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 7966/CD-BNNDD ngày 22 tháng 10 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về ứng phó với bão Trà My. Các bộ ngành và địa phương sẽ tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên báo cáo tình hình về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết diễn biến bão số 6 đã tăng cường độ lên cấp 10 và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Trong 24 giờ tới, bão có khả năng mạnh lên cấp 12 khi vượt qua phía Bắc khu vực Trường Sa và Hoàng Sa. Bão sẽ suy yếu do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhưng vẫn duy trì cường độ cấp 10, cấp 11. Trưởng phòng Dự báo Thời tiết cho biết thêm, hiện có áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão trong 24-48 giờ tới và di chuyển đến phía đông bắc đảo Luzon. Sự tương tác giữa hai cơn bão sẽ làm cho bão số 6 dịch chuyển ra ngoài và suy yếu, nhưng hoàn lưu của bão số 6 vẫn rộng và lệch về phía Tây. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, với gió Tây Nam mạnh ở phía Nam. Từ chiều ngày 26 tháng 10, khu vực biển Trung Bộ có gió cấp 6, cấp 7, tăng lên cấp 8, cấp 9 khi bão đến gần. Từ tối và đêm 26 đến 29 tháng 10, bão sẽ gây mưa tại từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, với lượng mưa lớn tập trung ở Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai, dự kiến đạt từ 200 đến 300mm.
Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, hiện trạng hệ thống đê của cửa sông tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận có 72 trọng điểm đê điều xung yếu. Những tỉnh có đê điều yếu kém bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận. Ngoài ra, còn có 5 công trình đang thi công tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Tính đến 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 67.212 phương tiện với 307.822 người về diễn biến và hướng đi của bão để họ chủ động di chuyển, tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Cụ thể, có 35 tàu với 184 người hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và Hoàng Sa, 8.595 tàu với 47.917 người hoạt động ở khu vực khác, cùng với 58.218 tàu với 259.721 người đang neo đậu tại các bến. Hiện tại, không có phương tiện nào nằm trong vùng nguy hiểm và các phương tiện trong vùng ảnh hưởng đang di chuyển để phòng tránh bão. Bão số 6 tăng cấp chóng mặt, nhăm nhe đổ bộ miền Trung. Những ngày gần đây, cơn bão Trà My, bão số 6 đang hình thành trên Biển Đông dữ dội. Cơn bão này ngày càng tăng cấp chóng mặt với những hướng đi khó lường trước. Nguy cơ đổ bộ vào đất liền rất cao. Vào sáng 25 tháng 10, bão số 6 đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12 với sức gió lên tới 102 km/h. Sáng 25 tháng 10, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 6, tên quốc tế là bão Trà My, đã mạnh lên sau khi vào Biển Đông. Lúc 7 giờ, cường độ bão ở cấp 10, giật cấp 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão số 6 có khả năng đổi hướng và tiếp tục mạnh lên, tốc độ di chuyển nhanh 15 đến 20 km/h. Khoảng sáng mai, bão số 6 sẽ mạnh lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 15 khi ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía đông đông bắc. Thời điểm này, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Sau đó, bão đổi hướng Tây Tây Nam, cường độ cũng suy yếu dần. Khi đi qua khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão đổi hướng Tây Nam, sau đó là Đông Nam, di chuyển chậm lại. Cường độ bão cũng suy yếu còn cấp 10, giật cấp 12 khi vào đến vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại, có khả năng đổi hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu. Hiện khả năng bão đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp. Nguyên nhân do cơn bão này đang chịu tác động cùng lúc với các hệ thống hoàn lưu xung quanh như không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành ngoài phía đông Philippines, nên hướng di chuyển của bão sẽ có sự thay đổi bất thường. Cảnh báo do tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 12, 89 đến 133 km/h, giật cấp 15, sóng biển cao 5 đến 7m, vùng gần tâm bão 7 đến 9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Bão Trà My diễn biến rất khó lường khi vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng 24 tháng 10, cơn bão Trà My có vị trí tâm ở trên đất liền phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo trong ngày 24 tháng 10, bão Trà My vượt qua đảo Luzon, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024 với cường độ mạnh cấp 9, 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, 103 đến 117 km/h. Đáng lưu ý, sau khi vào Biển Đông, bão Trà My hướng về quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có thể mạnh thêm 3 cấp, cấp 12, giật cấp 15. Nhưng khi bão đi qua quần đảo Hoàng Sa, khả năng đổi hướng và di chuyển chậm lại. Các chuyên gia nhận định, cơn bão này có diễn biến rất phức tạp và khó lường.
Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và cường độ bão có khả năng mạnh cực đại. Đến 7 giờ sáng 26 tháng 10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15. Trong 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên tốc độ và di chuyển theo hướng Tây, cường độ khả năng giảm nhẹ. Đến 7 giờ sáng 27 tháng 10, tâm bão Trà My ở trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam. Do ảnh hưởng của bão Trà My, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 9, 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, sóng biển cao 3 đến 5m, vùng gần tâm bão 5 đến 7m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.